sanh tử là việc lớn, phải nên làm trước. Nếu chờ đến lúc lâm chung mới tu, e rằng bị nghiệp lực chổ đoạt. Lời cổ ngữ dạy rằng, thông minh không địch nổi nghiệp lực, phú quý nào miễn được luân hồi. Khi sanh tử đến rồi, không một vật chi nương được, duy có A-di-đà Phật làm nơi nương tựa. Tiếc thay, người đời kẻ biết quá ít, người biết mà chân tín thật niệm lại càng ít. Đại trượng phu sanh nơi thế gian, không việc nào mà chẳng có kế hoạch lo trước, duy có một việc sanh tử ngược lại phần nhiều đều để mặc chẳng hỏi han. Chờ mãi đến lúc báo hết mệnh chung thì tùy nghiệp thọ báo, chẳng biết một niệm tâm thức này lại hướng về trong đạo nào mà đi thọ sanh. Người trời là nơi lữ khách ở tạm, tam đồ là quê hương, tam đồ một báo, trăm ngàn kiếp lại sanh người trời liễu vô kỳ. Theo lời này mà nói, thì phương pháp liễu sanh tử cố nhiên không thể không cấp thiết chú trọng. Phật Pháp chẳng có một người nào chẳng có khả năng tu, cũng chẳng có một ai chẳng tu được. Chỉ có thể niệm niệm để biết mà không tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương, thì muôn kiếp luân hồi không ra khỏi được. Pháp môn tịnh độ là pháp môn cực khó và cực dễ. Nói khó, tức là đại triệt đại ngộ, kẻ thâm nhập kinh tạng còn không tin. Nói là dễ, tức hạng ngu phu ngu phù, chí thành khẩn thiết mà niệm, thì có thể lúc lâm chung hiện ra tướng lành vãng sanh Tây Phương, so với kẻ đại triệt đại ngộ, thông sâu kinh luận kia còn chẳng theo kịp. Giai đoạn lúc lâm chung là tối khẩn yếu. Thế gian có hạng người ngu, lúc cha mẹ thân quyến lâm chung thì khóc lóc thảm thiết, tắm rửa thay y phục chỉ mong làm đẹp mắt thế nhân, chẳng kể đến di hại vong nhân. Những người không biết niệm Phật tạm gác không bàn. Người chí nguyện tha thiết được vãng sanh, lúc lâm chung gặp hạng người quyến thuộc này, phần nhiều đều phá hoại chánh niệm, vẫn còn lưu lại ở giới này. Lâm chung trợ niệm kể như kẻ nhát leo núi tự lực không đủ, may nhờ sức trước kéo sau đẩy, tả hữu nâng đỡ thì có thể đăng phong tạo cực. Lúc lâm chung chánh niệm rõ rệt, nhưng bị ma quyến thuộc ái tình làm lay động phá hoại. Tỷ như dũng sĩ leo núi, tự lực sung túc mà thân hữu tri thức, mỗi người đưa cho vật nặng để mang, gánh vác quá nhiều, sức kiệt thân mệt, nhìn về vách núi mà thối lui. Việc đắc thất này tuy do tha khởi, thật tại thuộc về chính mình trong kiếp xa xưa đã thành toàn nghiệp lực thiện ác, phá hoại kẻ khác mà đến. Phàm, người tu tịnh nghiệp phải thành toàn chánh niệm cho người, cùng chỉ dạy sự lợi hại trước cho quyến thuộc, khiến cho ai nấy đều biết chú trọng nơi thần thức chỗ được đó. Không ở nơi thế tình đẹp mắt bề ngoài thì hầu như không còn lo lắng chi cả. Những người cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu ngày nay chết ngay, tức là ngày nay sanh về Tây Phương, chỗ gọi là sáng nghe đạo, tối có thể chết được. Sao có thể hôm nay phải chết mà lại không chịu? Đã tham luyến cảnh trần không thể buông xuống, thì vì tham mà thành ra chướng ngại. Cảnh tịnh độ không hiện ra, mà theo nghiệp thọ sanh nơi trong cảnh của đạo thiện ác biến hiện ra, thì theo nghiệp thọ sanh trong thiện ác đạo, việc vãng sanh Tây Phương trở thành bánh vẽ. Cho nên, người tu để vãng sanh Tây Phương, ngày nay chết cũng được, hoặc lại sống đến 120 tuổi chết cũng được. Tất cả mặc cho tiền nghiệp trước kia, không đi so đo. Nếu tính nguyện chân thiết, báo hết mệnh chung thì là trần siêu tịnh Phật, nghiệp tạ trần lao, hoa sen nở đóa chính phẩm, Phật thọ ký cho một đời, y theo lời dạy của Phật, đoạn ác tu thiện, tự tình kỳ ý, nhất tâm niệm Phật, nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, vĩnh đoạn tam đồ, đó là thượng sách. A-di-đà Phật. Ngoại duyên Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị ngoại duyên cắt đứt, chẳng thể hường niệm chẳng dứt. Lúc trước có một vị cư sĩ, ông ta là một người rất tốt, tổ chức rất nhiều niệm Phật đoàn, khuyên rất nhiều người niệm Phật. Nhưng chính ông ta chẳng có thời gian niệm Phật. Mỗi ngày đều có người đến mời ông sắp xếp công chuyện ở đạo tràng.
hoặc mời ông đi thăm bệnh nhân, hoặc mời ông đi hoằng pháp. Lợi sanh, cả ngày chạy tới chạy lui, ngoại duyên quá nhiều, thường bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian để ngủ nghỉ. Lúc đó có người cảnh cáo ông ta rằng, nếu ông không lắng lòng để niệm Phật, sẽ chết rất khó coi. Đợi đến khi ông muốn từ chối các ngoại duyên, muốn đóng cửa tịnh tu, căn bản là không thể nào yên tĩnh được. Có một lần, ông ngã bệnh, trong tâm nghĩ thừa lúc dưỡng bệnh, ở nhà an tĩnh mấy ngày để niệm Phật. Không ngờ điện thoại từ sáng tới tối cứ reo hoài chẳng ngừng. Cắt dây điện thoại, liền có người gõ cửa kiếm ông. Nườm nượp chẳng dứt, ngoại duyên nhiều đến nỗi chẳng thể nào cự tuyệt. Cuối cùng, trong một lúc gặp tai nạn ngoài đường, ông chết đột ngột. Lúc chết chẳng có một người thân hoặc đạo hữu nào ở kế bên. Sau khi chết, liền bị đưa đến phòng đông lạnh trong bệnh viện. Đợi đến lúc người thân đến mở tấm vải che mặt ông, thật đúng như lời người đã cảnh cáo ông lúc trước chết rất khó coi. Chuyện này là một tấm gương của chiếc xe đằng trước bị đổ rất sâu sắc, đáng cho chúng ta suy gẫm. Hy vọng chúng ta sẽ không đi theo dấu vết xe trước. Rất nhiều người bận rộn tối ngày, họ không biết chuyện gì mới là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất trong đời này. Trong tâm chúng ta, tự mình phải phân biệt rõ ràng. Người thượng căn đương nhiên có thể thường niệm chẳng dứt trong hết thảy các cảnh duyên bên ngoài. Nhưng chúng ta là kẻ hạ căn, nếu muốn thành tựu tâm nhất định phải kiên quyết, tạm thời phải cự tuyệt ngoại duyên. Tốt nhất là chẳng có ngoại duyên, đừng chủ động phan duyên. Một khi vướng vào các ngoại duyên, nó sẽ làm cho quý vị chẳng có cách nào chạy thoát. Do vậy, Tây Phương Sát Chỉ có đoạn chép 8 chữ cưỡng thuận nhân tình, miễn tụ thế cố, miễn cận thuận theo nhân tình, ngưỡng ép thuận theo thế nhân, đã làm lẫn đại sự của đời bạn. Đạo nghiệp chưa thành, vô thường đã đến nhanh chóng. Hãy nên ẩn giấu tông tích, cất giấu tài năng, nhất tâm hướng về đạo, không thể lầm lẫn nữa. Lúc Ngài Tỉnh Nam còn tại thế, cư sĩ Mao Tỉnh Việt Viên là một vị thường được tán thán là một nhà đại từ thiện. Tỉnh Nam đại sư viết một lá thư khuyên ông niệm Phật như sau. Cư sĩ dựng cầu xong có thể nói là không công nào lớn hơn, nhưng tâm cư sĩ ham làm lành không chán. Vừa xong một việc lành này đã làm ngay việc lành khác. Hay thì hay đấy, nhân việc lớn sanh tử thì như thế nào? Nếu chẳng coi việc lớn sanh tử là gấp, cứ cắm cúi làm lành, thì sự lành dù to như núi Tu Di cũng đều là nghiệp duyên sanh tử. Biết đến ngày nào xong, hiện sự càng lắm, sanh tử càng rộng. Một niệm ái tâm muôn kiếp cho buộc có đáng sợ hay chăng? Cư sĩ tham cố thấu đạt công án thế gian từ lâu, đã tu tập tịnh độ nghiệp Tây Phương từ lâu, nhưng cái tâm sanh tử chẳng thiết tha, gia duyên chưa buông xuống được, tạ tiệc nhân tình chưa nổi, tâm niệm Phật chẳng chuyên là vì sao? Vì gốc lợi danh chưa đoạn đó chăng? Vì ái niệm lôi kéo ràng buộc đó chăng? Đối với hai điều ấy, ông hãy nên để tâm suy xét kỹ. Nếu như chẳng thể chặt đứt hết thải gia duyên thế sự, tận lực vân giữ sáu chữ hồng danh mà mong thoát khỏi ta bà, mong sanh về an dưỡng thì khó lắm đấy. Chẳng sanh về an dưỡng mà muốn thoát khỏi sanh tử, đã chẳng thoát khỏi sanh tử mà muốn khỏi bị đọa lạc, xét ra càng khó hơn nữa. Ví dụ một đời hai đời chẳng đánh mất thân người, liệu có kham nổi mãi không? Than ôi cư sĩ, huệ tâm lanh lợi sáng suốt như thế, gia duyên sung túc như thế, con cháu hiền năng như thế, việc gì cũng vừa ý, mà còn chẳng thể buông nổi vạn duyên nhất tâm niệm Phật, thì là phụ trời người hay người phụ trời vậy? Chẳng lấy việc niệm Phật làm gấp, chỉ lấy chút điều lành nhỏ trong đời làm gấp,
chẳng lấy việc lớn sanh tử làm đầu, chỉ coi phước báo nhân thiên là trọng, thì là hạng chẳng hiểu trước sau vậy. Tuy cư sĩ chẳng cầu phước, nhưng thường làm phước khi muốn thoát sanh tử, nhưng lại bị trở vào trong sanh tử. Điều là do ông chẳng biết rằng mình đã lơ là coi cõi kia, coi trọng cõi này, đến nỗi bánh xe đã xoay ngược mà vẫn cứ mong tiến lên. Bây giờ việc chính của cư sĩ hãy nên tạ tiệc việc đời, nhất tâm niệm Phật, kèm thêm hai chữ trì chay thì mới thật là tận mỹ. Nói chung chẳng thể dùng tán thiện khơi khơi để đạt đến cõi Phật Tây Phương, chẳng thể cậy vào lười biếng để thoát khỏi vạn kiếp sanh tử được. Vô thường nhanh chóng, ngày đêm sẽ tới ngay, há chẳng sớm lo liệu hay sao? Nay chỉ đối với người niệm Phật ở nơi sự phân làm ba hạng. Hạng thứ nhất, lòng tin chân thật thiết tha, chân chân thật thật nhất tâm niệm Phật, đi cũng mặc áo ăn cơm, làm việc buôn bán bình thường, nhưng chỉ tin vào một việc này, đi cũng A Di Đà Phật, ngồi cũng A Di Đà Phật, dù bận rộn như tên bắn cũng không rời A Di Đà Phật, tinh tấn chẳng lùi. Hôm nay cũng như thế, ngày mai cũng như thế, năm nay cũng như thế, năm sau cũng như thế. Hạng người này Đức Phật nhất định hộ niệm, lúc mạng chung người ấy nhất định vãng sanh thế giới cực lạc. Hạng thứ hai, hoặc tâm không chuyên nhất, họ cũng biết sự lợi ích của niệm Phật, nhưng tục niệm nặng nề, chánh niệm cạn mỏng. Vừa mới niệm Phật thì trong tâm lại nghĩ việc khác, một nóng mười lạnh, niệm một ngày lại bỏ mười ngày. Niệm Phật giống như hạng người này, dù niệm đến già cũng không được gì, chẳng qua là chỉ gieo trồng căn lành mà thôi. Đời sau có duyên chạm đến điểm căn lành này thì bắt đầu mới chân thật tu hành một phen, mới mong có được thành tựu. Hạng thứ ba, miệng niệm tâm không niệm. Người này vốn sẵn chẳng biết sự lợi ích của niệm Phật mà chỉ ham mộ danh tu hành. Hôm nay ở trong hội Phật này đi theo một người niệm một ngày, ngày mai ở trong hội Phật kia đi theo người niệm một ngày. Tuy là có danh niệm Phật một ngày, nhưng kỳ thật chỉ là qua suông. Thời gian nói chuyện phím thì nhiều, thời gian niệm Phật thì ít. Ở trong niệm Phật đường vốn đã có sẵn tham sân si, ra khỏi Phật đường tất tránh không khỏi việc tham sân si ấy. Người này so với hạng thứ hai kém hơn nhiều. Ba hạng người nói trên, hạng thứ nhất rất ít, hạng thứ ba cũng không nhiều lắm. Chỉ có hạng thứ hai mọi người dễ phạm vào, do chúng sanh cổ ta bà bị vật dục che lấp, vọng niệm khó trừ cho nên mới... Thiện thần bỏ đi, khi thần thiện đã bỏ đi, mạng sống sẽ hết. Hai vị thần giữ sanh câu lai là đồng sanh đồng danh tên, nếu ngài đã bỏ đi, mạng sống của quý vị sẽ hết. Đời này gặp nạn, nạn này rất nặng. Đây là gì? Mạng quý vị đang lý chưa hết, khi gặp nạn nhà tan cửa nát. Bệnh khổ liên miên, gọi là sống để chịu tội. Tội này có ngắn có dài. Hồi tôi học Phật đã gặp một trường hợp ở Đài Loan, cũng là một người giàu có, cuối đời mắc chứng quên của người già, rất đáng thương. Mọi người trong nhà không biết, chỉ con dâu biết. Vợ đứa con thứ hai của ông, cô săn sóc ông rất cẩn thận, chỉ mình cô này biết.
những người con cháu khác không ai biết. Còn sống có tiền, ba ca hộ lý trực 24 giờ, săn sóc mười mấy năm thì mất, chịu tội. Đang sống nhưng nằm bất động trên giường, không biết đến gì. 50 mấy năm như thế mới chết. Con cái không đứa nào có hiếu, ai săn sóc ông? Đúng là đau khổ một mình. Tuy lúc đó chúng tôi học Phật, nhưng vẫn chưa thấu hiểu kinh giáo, chưa hiểu sâu sắc, chỉ thấy ông đáng thương. Tiền của dư thừa như thế, hưởng thụ được gì? Chỉ là ba ca hộ lý túc trực 24 giờ, ông chỉ hưởng thụ được chừng đó. Dùng tiền vào việc đó, quý vị nghĩ ông tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Ăn uống mỗi ngày không thể nào nuốt trôi, phải dùng kim tiêm bơm dinh dưỡng vào. Tuy kéo dài được mười mấy năm, khi mất, công ty giải thể, con cháu đông, nhà lớn nhà nhỏ đều giải thể hết. Đó là những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến. Sau này đổi chiếu khi đọc kinh Phật, kinh dạy những chuyện như thế. Hai tay lão hòa thượng nâng cuốn sách, nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng, đã chụp tấm hình cuối cùng trong cuộc đời của ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng của ngài. 4 ngày sau, ngài tội nguyện mà đi đến thế giới cực lạc rồi. Lão hòa thượng ngay hiện đã nhiều lần cầu xin A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài vãng sanh. A Di Đà Phật nói ngài tu hành rất tốt, cứ ngài ở lại thế gian này biểu pháp, khi thời gian đến nhất định đến rước ngài. Vậy thời gian đó là khi nào? Đợi khi ngài gặp được quyển sách có tên nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng này, thời khắc nhân duyên biểu pháp của ngài viên mãn rồi, thì Phật đến tiếp dẫn. Chúng ta niệm Phật sở dĩ không thể vãng sanh là do buồn không nổi thế gian này, buồn không nổi tình chết, buồn không nổi danh văn lợi dưỡng. Chỉ cần buồn không nổi một việc thôi là bạn đã đi không được rồi. Chuyện độ chúng sanh cũng phải buông xả. Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi, vậy không buông xả là vì cái gì? Không buông xả chính vì biểu phá. Bản thân chân thật nắm chắc, quyết định vãng sanh. Lúc nào vãng sanh cũng được, vãng sanh tự tại. Đây mới có thể ở lại thế gian biểu phá. Nếu đến việc vãng sanh của chính mình còn có vấn đề, vậy bạn biểu cái gì đây? Cái pháp mà bạn biểu đó chính là niệm Phật cả một đời, đến sau cùng vẫn là đất lại và vòng luân hồi xáo nẻo, như thế thì sai rồi. Sai hoàn toàn. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, nói đến chủ đề của trụ trì, lão hòa thượng nói với một vị cư sĩ: tôi không biết chữ, làm sao trụ trì? Bây giờ tôi chỉ biết niệm Phật của tôi. Thời đại này của chúng ta, Phật pháp suy rồi, vẫn có người tranh làm trụ trì của ngôi chùa nhỏ, tranh làm người quản lý. Lão hòa thượng ngay hiện khiêm tốn, không xem mình là lớn nhất. Người cung kính người khác có phước,
người khiêm tốn có phước. Ngài biết bây giờ chịu khổ cực một chút, lẽ đương nhiên có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Cho nên Ngài dũng mãnh tinh tấn. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập diệt: Tôn giả A Nan xin hỏi Phật, Phật tại thế, chúng con đương Phật làm thầy. Phật không còn tại thế, chúng con đương ai làm thầy vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cuộc sống bận hàng khiến cho chúng ta có tâm xuất ly. Một người tu hành không thể trì giới, không thể chịu khổ là không thể vượt qua luân hồi sáu đường. Lấy người niệm Phật mà nói, mục tiêu là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên một người tu đạo, bất luận tại gia, xuất gia, cuộc sống có thể bần hàn tốt nhất. Bởi vì trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem, phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một ngôi chùa lớn không? Có thể, không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm, sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà đó nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê, bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thế cả đời Ngài làm ra tấm gương trì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá, 92 năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tạp pháp môn khác vào, cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ xuống mạng, mọi lúc mọi nơi bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười. Lão Hòa Thượng trịnh trọng đem chùa Lai Phật ủy thác cho Pháp Sư Ấn Chí, đệ tử của Ngài. Về việc quản lý tự viện, Ngài nói với Pháp Sư Ấn Chí: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn căn dặn Pháp Sư Ấn Chí: không điếc, không mù, không xứng đáng trụ trì. Ý là bảo Pháp Sư phải nhẫn, phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây tâm sẽ an. Lão Hòa Thượng Hay Hiền ở đây bình bình an an đã sống mấy chục năm, không tranh với người, không cầu với đời. Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghiền nông, cho nên không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường. Lúc vãng sanh thì hiện tướng tốt lành, lấy đây để hóa độ chúng sanh. Sau khi Lão Hòa Thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật, Pháp Sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì triệt để kế thừa gia phong của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sau này sẽ không cho đăng ký, tức là tá túc trong chùa. Cũng chính là nói, bất luận là pháp sư xuất gia hay là cư sĩ tại gia, đều có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, cả thảy tự viện đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ tháp của Lão Hòa Thượng Hải Hiền và nhục thân của Pháp Sư Hải Khánh, tự viện hoan nghênh, thế nhưng không tiếp nhận tiền của cúng dường. Tự viện hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự mình trồng trọt để duy trì chi phí sinh hoạt của chính mình. Đây là gia phong được hình thành từ Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm lao tác không ngơi nghỉ, thực sự là nóng tịnh sông tu. Thứ ba,
Nếu có phát tâm ghi âm địa quan hoặc ấn tống kinh sách, tự làm chế tác thì được. Vui lòng đừng gửi tiền đến chùa lấy Phật. Tự viện không lớn, người xuất gia không đông. Hy vọng có thể đợi những người xuất gia tu hành này nhất tâm niệm Phật, đừng làm cho mệt dọc vì sự việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không tham dự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật thất quanh năm, chỉ ngưỡng niệm Phật. Đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát nguyện lấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương, tuân theo đạo phong của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lục hòa đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao, tiết kiệm, mang Phật pháp thực hiện đầy đủ trong cuộc sống, công việc và xử sự đối người tiếp vật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của Lão Hòa Thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc, không được quên. Niệm Phật bản sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ đều là giả. Cái giả thì phải buông bỏ hết, cái thật một ngày cũng không thể bỏ đi. Hành trì cả đời này của Ngài là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ tín nguyện hạnh. Ngày lấy đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu. Chúng ta trong thời đại này tu tịnh độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão Hòa Thượng Hy Hiền đến thế gian này là vì chúng ta làm thị hiện. Chúng ta phải nhận thức chân chính học Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh tông tu học như thế nào, nhìn thì biết rồi. Ngài chính là một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật dạy Ngài ở thế gian biểu pháp, Ngài đã làm viên mãn rồi mới rước Ngài đi. Biểu pháp cuối cùng của Ngài chính là: nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. 4 ngày sau khi biểu pháp xong, Lão Hòa Thượng vãng sanh rồi. Hôm nay có một đồng học có để lại lời nhắn cho tôi. Họ nghe nói trong nước có một vị cư sĩ tự xưng là người nghe Lão Pháp Sư giảng kinh. Trong và ngoài nước có rất nhiều người nghe tôi giảng kinh, đều nghe ở đài truyền hình vệ tinh hoặc nghe trên mạng. Có rất nhiều thính chúng. Người này họ giúp người khác trợ niệm. Đầu tiên họ dùng thời gian 3 tiếng đồng hồ kêu gọi những quỷ thần có duyên với người chết cho triệu hồi quỷ thần lên, sau đó tiến hành trợ niệm. Người đó làm như thế đã được mấy năm rồi, nghe đâu còn cho xuất bản sách nữa. Đó không phải do tôi nói, tôi trước giờ chưa hề dạy mọi người làm như vậy. Trợ niệm thì được phép, nhưng đối với việc trợ niệm theo như Ấn Quang Lão Pháp Sư dạy chúng ta thì đó là chính xác. Chúng ta cứ y theo khai thị của Ấn Tổ, đừng dựa vào người khác. Người khác chưa chắc chắn đáng tin. Như Hải Hiền, Lão Hòa Thượng có dạy, vãng sanh là việc của riêng mình, tự mình nhất định phải nắm chắc. Tự tại vãng sanh, đây mới chắc ăn. Trợ niệm không chắc ăn,
không đáng tin. Cho nên có người nói với ngài, vì là chỗ bạn bè thân quen nên bảo, khi nào sư vãng sanh chúng con giúp sư trợ niệm, ngài hoàn toàn cử tiệc. Ngài nói tôi không cần, tôi vãng sanh tôi có thể tự mình niệm Phật, tôi không cần người khác trợ niệm. Trợ niệm không chắc ăn. Câu nói này rất có ý nghĩa. Trợ niệm không chắc ăn, nhất định phải chính mình nắm chắc. Chúng ta phải học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, phải thật sự nắm chắc trong tay, nắm chắc phần vãng sanh có được từ đâu vậy. Nắm chắc hoàn toàn nhờ vào buông xả. Bạn buông xả triệt để đối với cái thế giới này, không để trong tâm bất kỳ chuyện gì, bạn liền có thể tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn vướng bận, có một việc vẫn không thể buông bỏ, rất có khả năng chuyện đó sẽ lôi bạn trở về lại sáu nẻo luân hồi. Đời này của bạn đi không đổi rồi, cho nên nhất định phải triệt để buông bỏ, đặc là tình thân. Tài sắc danh thực, thất tình ngũ dục, phải buông bỏ sạch sẽ, không sót thứ gì, không thể có mảy may lưu luyến nào. Trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Người như vậy vãng sanh nhất định thành tựu, không có vấn đề gì. Người như vậy sanh trí huệ, không sanh phiền não. Vì sao? Vì nhân giới được định, nhân định khai huệ, trì giới được tâm thanh tịnh, tu định được tâm bình đẳng, trí huệ khai mở rồi, đại giác, đại ngộ. Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều. Kẻ đời bận bịu lo sự việc, nào biết tuổi đời lướt qua nhanh. Mạng sống như ngọn đèn trước gió, trôi lăn sáo nẻo biết về đâu. Chưa được giải thoát khỏi biển khổ, sao lại dửng dưng không lo sợ. Mọi người hãy nhân khi tráng kiện, cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo. Tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm: nguyện đệ tử chúng con lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không tán loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ mà được an tường, như nhập thiền định, chư thánh chúng hiện ra trước mặt, con đường bổn nguyện của Phật được về cõi Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh. Khi đã vãng sanh, được sáu thần thông, đi khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ cứu độ chúng sanh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, hệ nguyện của con mới tận. Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A-di-đà Phật. Bài kệ buổi tối: phiền não sâu không đáy, biển sinh tử vô biên, thuyền vượt khổ chưa có, ta vẫn còn ngủ yên. Phải siêng năng tinh tấn, nhiếp tâm tu tọa thiền. Bài kệ nửa đêm: các vị đừng ôm thay thối ngủ, các thứ bất tịnh tạm gọi người, như bị bệnh nặng bị tên đâm, các khổ tụ tập sao còn ngủ. Bài kệ cuối đêm: thời gian trôi qua nhanh, thoát đã đến canh năm, niệm niệm vô thường đến, thường sống với thần chết. Khuyên các vị tu đạo, tiền tu chứng niết bàn. Bài kệ buổi sáng: muốn được vui tịch diệt, thường học pháp sa môn, y thực nuôi mạng sống, đẹp xấu vì người cho. Các vị
buổi sáng mỗi người nên tụng lục niệm. Bài kệ buổi trưa: người mà không tinh tấn như cây không có gốc, thái hòa để dưới nắng, tươi tốt được bao lâu? Đời người cũng như vậy, vô thường đến bất ngờ. Khuyên các người tu đạo, tiền tu mới là chân. Hỏi: pháp môn này vượt thẳng ba cõi, điều ấy tính rồi, còn chúng sanh trong thời mạt pháp sợ rằng họ tự sanh chướng ngại, chưa rõ có mối tệ nào không? Đáp: người tu tịnh độ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn, đó là: 1. Tinh không hết lòng. 2. Làm không hết sức. 3. Phát nguyện không sâu. 4. Lẳng lặng niệm thầm. 5. Tâm duyên với đời. 6. Chẳng trừ thương ghét. 7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển. 8. Thích ngâm nga phân tâm. 9. Tán gẫu nói chuyện phiếm. 10. Không được nhất tâm bất loạn. Cõi này nữ giới yêu kiều mê hoặc người tu, cõi kia chánh báo thanh tịnh, không có người nữ. Cõi này ác thú lị mị, tà ác rộn vang. Cõi kia nước chim cây rừng đều tuyên diệu pháp. So sánh hai cõi, cảnh duyên khác xa, mà sự thù thắng ở lạc băng vô lượng vô biên, không sao kể hết. Cảnh thù thắng đó có thể nhiếp phục chúng sanh giữ tâm thanh tịnh. Duyên thù thắng ấy thường hay giúp sức cho người tu. Tuy đồng cư tịnh độ có rất nhiều loại, nhưng chỉ có cực lạc thế giới đầy đủ thắng duyên để tu hành, nên chỉ nêu tên cực lạc thế giới. Hỏi: một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, lại không thoái chuyển, nguyện lực Di Đà thực chẳng thể nghĩ bàn. Vậy, lúc còn sống, tôi là muôn việc thế gian, đợi đến lúc lâm chung, sau đó mới niệm Phật có được không? Đáp: khổ thay, sao ông lại nói những lời ngu si, lầm lạc đến thế? Tỳ xương rượu độc là chất độc trong các thứ độc. Nay những lời ông nói càng độc hơn các chất độc ấy nữa. Không những là mình lầm lạc, mà còn làm cho thiên hạ cũng mê lầm. Ông phải biết rằng phàm phu ngu muội lâm chung niệm Phật đều nhờ nhân duyên, thiện căn và phước đức từ trước. Được gặp thiện tri thức mới được niệm Phật. Những người may mắn này trong ngàn muôn người chưa chắc có một. Ông cho rằng đến lúc lâm chung ai ai cũng được may mắn đó ư? Ông không thấy quần nghi luận nghi trong thế gian có 10 hạng người lâm chung không thể niệm Phật, đó là: không gặp được bạn tốt quyền phá tâm niệm Phật, nghiệp khổ bức bách thân tâm, bạo bệnh cấm khẩu, tâm điên loạn, không chú tâm quán tưởng, gặp nạn nước lửa, hốt hoảng không chí thành, gặp phải sói lan, lại không có bạn tốt, làm chung gặp bạn ác, làm bại hoại tính tâm, bụi thực ngộ độc, hôn mê đến chết, lâm trận đánh nhau, trúng tên trúng đạn, ngã chết đột ngột, bị rơi từ trên cao xuống, tan thân mất mạng. Đó là 10 trường hợp mà ai ai cũng thấy cũng nghe. Không luận là tăng tục nam nữ, ai cũng có thể gặp phải. Hoặc do nghiệp đời trước đẩy đưa, hoặc do đời này chiêu cảm mà đột ngột xuôi tay. Đường trước mịt mờ, không thể trốn chạy. Lại không phải là thánh nhân chứng túc mạng thông, thì ông làm sao biết lâm chung có nghiệp hay không nghiệp? Lại không phải
là người có tha tâm, thiên nhãn, thì làm sao biết mình lúc lâm chung chết một cách nhẹ nhàng hay đau đớn khổ sở? Nếu không may gặp phải trong 10 ác duyên ấy, liền nhắm mắt xuôi tay, lúc ấy dẫu Phật sống bay quanh cũng không cách nào cứu thoát ông được. Ông phải theo nghiệp thọ báo, rớt trong tám nạn ba ác, chịu khổ vô cùng, chẳng biết lúc nào mới được nghe danh hiệu Phật. Khi đã không nghe thì càng tạo vô vàn ác nghiệp, hoặc gặp phải bệnh nhẹ mà chết cũng chưa hẳn thoát khỏi rừng kiếm phanh thây bốn đại tan nát. Như con rùa mới chui ra khỏi vỏ, con cua trôi dạt ở biển khơi, thống khổ bức bách, hoảng sợ vô cùng, làm sao niệm Phật nổi? Giả sử ông không bệnh mà chết, nhưng hoặc do duyên đời chưa dứt, niệm đời chưa quên, ham sống sợ chết, nhiễu loạn thân tâm, chẳng khác thế tục, lại việc nhà chưa xong, hậu sự chưa quyết, vợ khóc con than, muôn ngàn lo lắng, làm sao niệm Phật nổi? Giả sử trước lúc chết chỉ có bệnh nhẹ đau đớn thân mình, chịu đau chịu khổ, gào khóc rên la, cầu thầy tìm thuốc, cầu cúng sám hối, muôn việc rối bời, làm sao niệm Phật nổi? Giả sử lúc chưa bệnh, nhưng tuổi tác già nua, tướng suy hiện rõ, khốn khổ vô cùng, sầu than lo lắng, lúc đó chỉ lo chống đỡ, cải thân già còn không xong, thì làm sao niệm Phật nổi? Giả sử lúc chưa già, chính là lúc sức lực dồi dào, niệm Phật là tốt nhất. Nhưng biết bao người cuồng tâm chưa dứt, việc đời bủa vây, chạy đông tìm tây, tuy sằn nghĩ bạ, nghiệp thức mang mang, thì làm sao niệm Phật nổi? Còn như ông thanh tịnh tự tại, có chí tu hành, nhưng với mọi thứ trong thế gian soi không tỏ, buông không ra, nắm chẳng vững, ngồi chẳng lâu, giờ gặp một vài cảnh giới hiện tiền, chủ nhân lập tức theo cảnh đảo điên, thì niệm Phật làm sao được? Ông hãy xem người khác lúc già bệnh, khi tráng kiện, lúc an nhàn, nếu có một việc nhỏ bám víu nơi tâm thì đã không niệm Phật được, huống gì đợi đến lúc lâm chung. Còn như ông trọn đời làm sự nghiệp thế gian, quả thật là người ngu si cùng cực, phát ngôn những lời lầm lạc vô cùng, ta dám đoan chắc ông dụng tâm lầm lạc mất rồi. Vả lại việc đời như mộng huyễn, như bóng như bọt, không có gì là sự thật, chẳng việc nào thay thế được sống chết đâu. Giả sử ông xây dựng nhiều chùa, nuôi nhiều tăng thường trụ, mong cầu danh lợi, kết thân với kẻ quyền thế giàu sang, ông cho đó là làm được nhiều Phật sự tốt, mà không biết mình đã hủy phạm Như Lai, chẳng tháo đạt gốc đạo, dựng nhiều già lam, lại thêm giữ giới. Nhưng phải biết rằng công đức hữu vi có nhiều lầm lỗi, chùa lớn chưa xong, địa ngục đã thành, sống chết chưa tỏ, đều thành gốc khổ, bỗng chốc xuôi tay, vừa mới chịu khổ mới hay rằng mọi việc làm trong lúc bình sinh toàn là rừng chiến đàn, lại thêm gỗ mục, trong rừng kiếm lại thêm gươm đao, cà sa tuột khỏi thân thì vạn kiếp khó mặc lại được, rắc đá mà nghe cũng phải rơi lệ. Tổ sư mở miệng khuyên người như vậy, lẽ đâu chấp nhận cho ông một đời bon chen, đợi đến lúc lâm chung mới niệm Phật? Ông phải biết rằng con người ở đời sống được bao lâu? Chỉ trong tích tắc là nhắm mắt lìa đời, cần phải ngay trong lúc chưa già chưa bệnh mà gội rửa thân tâm, buông bỏ mọi việc đời, được một lúc lắng lòng
niệm được một danh hiệu Phật, có một chút công phu, tu hành một chút tịnh nghiệp, cứ thế ngày lại ngày dành thời gian tu tập, thì lúc lâm chung chết nhẹ nhàng hay khổ sở ta đều biết được. Đường trước của ta bao la bằng phẳng, nếu không như vậy thì ngày sau ông có hối cũng đã muộn rồi. Khai thị thứ 52. Hỏi: tu làm sao cho mỗi niệm nói nhau? Thật ra tôi vẫn muốn được như thế, nhưng chỉ hiềm định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kiềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cổ ngăn dẹp chẳng kham, cứ ngồi vào lần chuỗi một chút là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muốn dặm hồi nào cũng không tự hay tự biết. Có khi phải bận lo một việc gì thì luôn trong 5-10 ngày hoặc đến cả tháng tâm trí vẫn vướng vít chưa quên, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến việc gián đoạn. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, nhưng nghĩ lại cũng đáng thương tâm, không biết có cách gì đối trị chăng, xin nhờ đại sư chỉ bảo. Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Trong lúc ấy, nếu ông không thống thiết tự răn trách thì khó mà thành tựu pháp duyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có 3 điều thống thiết tự răn trách, nay vị ông bày tỏ hãy nên ghi nhớ cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ân trọng, hãy tạm gác qua ân Phật, ân Thầy. Như ông là phận xuất gia, công ơn sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng phải là sâu nặng ư? Ông đã lìa tục xuất gia vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm, cha mẹ nhọc nhằn cực khổ ông cũng không biết, khi già yếu đau bệnh lại cũng không hay mà săn sóc thuốc thang, đến lúc cha mẹ mãn phần ông không biết hoặc có được tin gì về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp, lúc chết rồi hoặc bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng ông cứu độ như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo tất tịnh nghiệp không thành, đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ? Đối với song thân, ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất mà còn không cứu được phần hương linh, tức là phụ nghĩa quên ơn, là người đại bất hiếu. Kinh nói phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn không chuyên tu chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, ông không dệt mà có mặc, không cày mà có ăn, phòng nhà chăn gối, cơm áo thuốc thang đều do đàn việc cúng dân. Tổ sư từng răn dạy hàng thiện tính vì sùng kính tam bảo mà đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn thì dù là tất vải hạt cơm tiếp sau cũng phải đền trả. Muốn báo ân đàn việc, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu ông sanh một niệm gián đoạn không chuyên tu, tất đã có phần trong kiếp luân hồi bái trả, và tâm niệm ấy chính là nghiệp hạ tiện hoặc xúc sanh vậy. Điều thứ hai là phải có chí quyết định. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền,
khi học giáo lại không tin về giáo. Cho đến ngày nay, tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi. Khi thì muốn làm thơ, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền. Ý chí ly tán, đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo, tam niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh, muôn kiếp bị buộc ràng. Sở dĩ ông chưa được chánh niệm là vì do tình tưởng còn phân vân, và tình tưởng còn phân vân cũng bởi chí không quyết định. Cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ vậy. Lại nữa, nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thao nhiếp thân và khẩu. Kinh nói, thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này. Họ các thức ăn, thức uống của tính tâm đàn Việt, thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này. Họ những y phục của tính tâm đàn Việt. Huống chi do các giới không trang nghiêm nên tâm càng vọng động. Nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt nóng và nước đồng sôi ư? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tất không nhận rõ tướng đời giả huyễn, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, danh lợi thuộc về kẻ khác lại sanh lòng ghen ghét hơn thua. Cổ đức bảo, ham đắm danh lợi đi vào nẻo súc sanh, đường ngạ quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa vạc dầu. Thế thì một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hầm lửa vậy. Điều thứ ba là cầu sự ứng nghiệm. Người đã tu tịnh nghiệp nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như ông này, tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ. Kỳ lâm chung, không còn được mấy ngày. Vậy ông phải cố gắng chuyên tu, làm sao cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. Như khi xưa, Huệ Viện Pháp Sư ở Lâu Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư, Chí Thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A-di-đà Phật phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. Và như Hiếu Khang Pháp Sư, khi niệm một câu Phật hiệu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra. Cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, các hạt chuỗi nói tiếp nhau, những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, còn như gián đoạn tất khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật vô duyên, và đã vô duyên quyết khó sanh tịnh độ. Thì không được sanh về tịnh độ, tất sớm muộn gì cũng bị đọa vào tam đồ ác đạo. Thế thì một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy. Phải nên răn dè và suy nghĩ kỹ. Ba điều cảnh sát trên, người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ, rồi tự răn trách một cách thống thiết. Làm sao cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Đạo cảm ứng giao thông, hiện đời được thấy Phật. Đã thấy Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương. Và thấy chư Phật mười phương, tức thấy vị Phật thiên chân của tự tánh. Khi thấy được Phật tự tánh thì sự đại dụng sẽ hiện tiền. Chừng ấy mới theo lòng bí nguyện độ khắp quần sanh. Đó gọi là tịnh độ thiền,
mà cũng là thiền tịnh độ vậy. Thế thì ý của Ngài Vĩnh Minh nói có thiền, có tịnh độ dường như cọp mọc sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lặng lẽ giây phút dường như tìm được vật chi đã mất. Thiền Như lão nhân lại bảo thiền cùng tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê cả. Bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên lầm nhận. Hiền thượng nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về, rồi tạ từ mà lui. Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều. Kẻ đời bận biểu lo sự việc, nào biết tuổi đời lướt qua nhanh. Mạng sống như ngọn đèn trước gió, trôi lăn xáo nẻo biết về đâu. Chưa được giải thoát khỏi biển khổ, sao lại dưỡng dưng không lo sợ. Mọi người hãy nhân khi tráng kiện, cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo. Tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm: nguyện đệ tử chúng con lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không tán loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ mà được an tường, như nhập thiền định, chư thánh chúng hiện ra trước mặt, con đường bổn nguyện của Phật được về cõi cực lạc, thượng phẩm thượng sanh. Khi đã vãng sanh, được sáu thần thông, đi khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ cứu độ chúng sanh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, thệ nguyện của con mới tận. Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A-di-đà Phật. Bài kệ buổi tối: thiền não sâu không đáy, biển sinh tử vô biên, thuyền vượt khổ chưa có, ta vẫn còn ngủ yên. Phải siêng năng tinh tấn, nhiếp tâm tu tọa thiền. Bài kệ nửa đêm: các vị đừng ôm thay thối ngủ, các thứ bất tịnh tạm gọi người, như bị bệnh nặng bị tên đâm, các khổ tụ tập sao còn ngủ. Bài kệ cuối đêm: thời gian trôi qua nhanh, phát đã đến canh năm, niệm niệm vô thường đến, thường sống với thần chết. Khuyên các vị tu đạo, tiền tu chứng niết bàn. Bài kệ buổi sáng: muốn được vui tịch diệt, thường học pháp sa môn, y thực nuôi mạng sống, đẹp xấu vì người cho. Các vị, buổi sáng mỗi người nên tụng lục niệm. Bài kệ buổi trưa: người mà không tinh tấn, như cây không có gốc, thái hòa để dưới nắng, tươi tốt được bao lâu. Đời người cũng như vậy, vô thường đến bất ngờ. Khuyên các người tu đạo, thiền tu mới là chân. Hỏi: pháp môn này vượt thẳng ba cõi, điều ấy tính rồi, còn chúng sanh trong thời mạt pháp sợ rằng họ tự sanh chướng ngại, chưa rõ có mối tệ nào không? Đáp: người tu tịnh độ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn, đó là: 1. Tin không hết lòng. 2. Làm không hết sức. 3. Phát nguyện không sâu. 4. Lẳng lặng niệm thầm. 5. Tâm duyên với đời. 6. Chẳng trừ thương ghét. 7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển. 8. Thích ngâm nga phân tâm.
9. Tán gẫu nói chuyện phiếm. 10. Không được nhất tâm bất loạn. Ngày xưa tôi 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Sau khi thọ giới xong trở về quy củ của nhà Phật, việc đầu tiên khi trở về là cảm ơn thầy giáo. Đáp đền ơn thầy giáo đã dạy dỗ. Thầy giáo của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi tôi thọ giới xong đến Đài Trung thăm thầy giáo. Ở thư viện Từ Quang, tôi chưa vào cửa nhìn thấy thầy, thầy ở nơi đó. Thầy cũng nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi, thầy chỉ tôi nói: ông phải tin Phật. Ông phải tin Phật. Âm thanh thầy nói rất lớn, nói rất nhiều lần. Tôi cũng cảm thấy mù mờ chẳng hiểu. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Xuất gia liền dạy ở Phật học viện, bắt đầu giảng kinh. Lại 2 năm nữa tôi thọ giới là đã 9 năm. Giảng kinh dạy học dạy được 2 năm, làm sao mà không tin Phật được? Không tin Phật làm sao tôi lại làm như vậy? Tôi nghe không hiểu ý trong lời của thầy. Tôi bước đến, ông ngồi xuống. Tôi đảnh lễ thầy. Sau khi lễ thầy xong, ông ngồi xuống. Thầy nói với tôi: ông đừng cho rằng ông đã tin Phật rồi. Có rất nhiều lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật Pháp. Vậy là tôi càng nghe càng không hiểu. Lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật sao? Thầy giáo nói với tôi thế nào gọi là tín. Dưới tín có giải, dưới giải có hành, dưới hành có chứng. Tín giải hành chứng tất cả đều đầy đủ mới gọi là tin Phật. Đến đây tôi mới hiểu rõ. Có tín có giải, quý vị chưa làm được là quý vị chưa tin. Quý vị có thể làm được, quý vị chưa chứng đắc là quý vị chưa tin. Nói cách khác, Tịnh Độ Tông nhất định phải thực sự giảng sanh đến thế giới Cực Lạc mới gọi là tin Phật. Quý vị chưa giảng sanh thế giới Cực Lạc, việc tin của quý vị không phải là thật, là giả vậy. Tiêu chuẩn này tôi hiểu được rồi, tôi đã rõ ràng. Thật sự có người xuất gia thọ giới một đời, cuối cùng lúc lâm chung vẫn là chân tay luống cuống, đi đến tam đồ, do không tin vậy. Cho nên sau khi tôi thọ giới trở về, chưa bao lâu tôi liền từ chức chức vụ dạy học ở Phật học viện, lại trở về Đài Trung tiếp tục tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo. Tôi trước sau ở Đài Trung tròn 10 năm. Thân cận thầy giáo, thầy giáo nói lời thẳng thắn với tôi. Những lời thẳng thắn như thế này thông thường người khác sẽ không nói với tôi. Tôi không nghe được.
Tính thật sự không dễ dàng kiến lập. Tính từ đâu mà có? Từ hiểu mà có. Đối với kinh giáo, quý vị chưa thật sự lý giải thấu triệt, lòng tin của quý vị sẽ dao động. Cổ nhân nói: danh cao lợi dày. Bởi vì quý vị căn tánh hạ liệt. Căn tánh hạ liệt là gì? Thích danh thích lợi, tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tập khí tham ái ngũ dục lục trần. Đây là nhiều đời nhiều kiếp sẵn có trong thức A lại gia. Nếu quý vị gặp duyên, nó liền khởi hiện hành. Ngày nay gặp được Phật pháp, duyên Phật quá mỏng. Duyên ở thế gian này quá dày, hơn nữa lực lượng rất lớn, quý vị không ngăn được mê hoặc. Những thứ này vừa định, quý vị liền thay lòng, quý vị liền cải đạo. Sự việc này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng, không ai thành tựu. Không thể kiên trì giữa đường thối tâm. Đâu đâu cũng có. Học Phật vì sao bị đọa lạc? Nguyên nhân là ở chỗ này vậy. Điều này chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi, làm thế nào để ngăn ngừa, làm thế nào để đối phó, đều là do nơi thành bại của bản thân trong đời này. Phật pháp tôi dùng là mỗi ngày không thể xa rời kinh Phật. Kinh Phật là lời giáo huấn của Phật Đà. Tôi ngày ngày đều đọc, ngày ngày không xa rời, để kinh Phật ngày ngày nhắc nhở tôi. Cổ nhân cho rằng ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày đáng ghét. Quý vị liền bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễm ô. Thế Tôn giảng dò ân cần kỹ lưỡng như thế. Ân cần bàn giao nhiều lần, trùng là thêm lần nữa, hết lần này đến lần khác. Nói chung đời mạt pháp, chỉ pháp môn này mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng sanh. Câu nói này rất hay, là thật không phải giả. Đời mạt pháp, ngoài pháp môn này, pháp môn đều hay, nhưng nghiệp chướng chúng sinh quá nặng. Môi trường chúng ta đang sống không tốt, sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn. Phiền não chúng ta quá nặng, không chống cự nổi sự cám dỗ. Học những kiến thức thông thường Phật học, học những kiến thức Phật giáo, không ăn thua. Đấy chẳng qua là trồng một chút gốc thiện trong A Lại Gia. Thật sự như thầy Lý nói, chắc chắn họ sẽ luân hồi mãi mãi. Thời gian đó rất dài. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó được.
rất khó để làm được con người. Thân người khó được, nhưng rất dễ mất. Thời gian trên cuộc đời này ngắn, khi mất thân người rồi sẽ thế nào? Nếu bị luân hồi sẽ mỗi ngày mỗi đọa lạc, không những không leo lên được mà còn rơi xuống dưới. Đời này không giống đời khác. Chúng ta không thể không chú ý vấn đề này, không thể không quan tâm, không thể không lo nghĩ. Nếu có sự cảm giác đó, bản thân cần phải hạ quyết tâm.